Nhận định, dự đoán bóng đá U18 Việt Nam với U18 Singapore, 19h30 phút ngày 11 tháng 8 ở vòng bảng U18 Đông Nam Á 2019, phải nhờ tới pha lập công có phần may mắn ở cuối trận, U18 Việt Nam mới có thể vượt qua U18 Malaysia ở trận ra quân. Những tưởng đó sẽ là bước đà để các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chơi tốt ở lượt đấu thứ hai, nhưng rốt cuộc chúng ta lại phải nhận một gáo nước lạnh ở màn chạm trán U18 Australia sau đó 2 ngày, U18 Việt Nam để thua tới 1-4. Với thất bại này, U18 Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng B, nơi có sự xuất hiện của U18 Thái Lan và U18 Malaysia. Chính vì thế, nhiệm vụ đánh bại U18 Singapore gần như là bắt buộc với các cầu thủ U18 Việt Nam. May mắn là U18 Singapore bị đánh giá yếu nhất bảng đấu. 6 trận vừa qua, U18 Singapore để thua tới 5 và chỉ hòa 1, thua 4 trên 6 trận theo tỷ lệ châu Á. Đáng chú ý, có tới 5 trên 6 trận U18 Singapore thủng lưới từ 2 bàn trở lên.